chào anh em. Đây, hôm nay anh em lại đi cống cát tiếp đây. Ủa, xe này nhìn nặng ghê. Nhảy đây. Đấy, biển cứ nhảy tung tăng luôn này. Ui, lên số cao quá, khói rồi. Ôi trời ơi, cao không sao lên được. Nhưng mà cá cá hát như tiền khoa nè. Sao? Khá là dốc. Lên. Không vậy là được hai khối nha. Phá một quả. Đây là bị phá rồi. Chỉ mất một em rồi. Em này theo. Quả này hơi dốc đấy. Xích thì nhiều chỗ chân lại không đi được, ráp được thì lại hơi phá lốp, với lại cái bộ xích này hơi phí tí.
đi hai con đây đều hết nhé. Có xích là đi nó không ban đâu, không có xích thì ban á. Nhìn vậy chắc khả năng đá nhẹ hơn cát nhá mọi người nhá. Bình thường đá lên nó nhẹ mái hơn, cứ chở cát lên là thế nào thì thế, vẫn nặng mái hơn đấy. Đấy, anh em đi thì cứ có hai xe này đi cùng làm một xe, thì nói chung là ba xe cũng đi tốt mọi người ạ. Ba xe thì nó cũng chạy được thôi, ba xe thì người ta thích hơn, bởi vì nhiều lúc ấy, thì hai xe chở không hết thì có nặng xe hơn. Nếu mà ba xe thì đi nó gọi là nhẹ nhàng hơn một chút. Đấy, anh em cho nên mình cũng đang tính xem không biết là có nên lên thêm một đời nữa không. Đấy, ngày xưa mình đi xe của cơ khí Ngọc Hưng nhá, xe kia hỏng miết anh em nhá. Ai mua quả xe cơ khí Ngọc Hưng thì nên chế lại cái tời, còn không là cái tời nó lúc nào cũng bị hỏng, tời là phá ngay. Có khỏe đi chăng nữa thì phá vẫn phá thôi. Chỉ có đầy cú này á thì tời bằng xích này thì nó đỡ phá hơn một chút.